Điểm mạnh của em là khéo tay, đan móc, theo thùa. Thì mình thì hơi nhẹ dạ cả tin tí. Tròn tròn cao cao giống anh Quyền Linh là được. Lại giống anh Quyền Linh. Chương trình Bà Muốn Hẹn Hò này ai cũng muốn giống anh Quyền Linh hết. Một tràng pháo tay cho anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Xuân Bình, đến từ Hà Tĩnh, đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nghề thì kinh doanh bất động sản. Hiện nay là 35 tuổi. Hả? 35 tuổi chứ. Mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Dung. Em năm nay 28 tuổi ạ. Em đến từ Thanh Hóa. Hiện giờ em đang công tác ở đâu? Dạ em hiện tại đang công tác trên Bình Dương thuộc công ty QB Việt Nam ạ. Rồi. Vậy thì thuận lợi cho hai bạn đều ở Bình Dương hết. Dạ. Bạn gái hãy nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Dạ, điểm mạnh của em là khéo tay ạ. Thường hay đan móc, thêu thùa, làm tranh giấy thủ công ạ. Còn điểm yếu của em thì hơi nhát trước đám đông và thường nhát trước bạn trai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về điểm yếu, điểm mạnh của mình. Điểm mạnh của em là tính tình vui vẻ, hòa đồng, đam mê thể thao, văn hóa văn nghệ. Điểm yếu thì hơi nhẹ dạ cả tin tí. Nhẹ dạ cả tin hả? Dạ. Cái này là quà tặng dành cho bạn trai ngày hôm nay đúng không? Dạ đúng cái rồi. Cái này tự tay em làm đó hả? Dạ. Rất là đẹp thưa quý vị, thấy chưa? Có chữ bạn muốn hẹn hò đó. À, bạn muốn hẹn hò. Có mặt trời, có hai đứa tung tăng, có hoa. Em làm như vậy là mất thời gian bao lâu? Mất một buổi tối á. Rất đẹp, rất trân trọng. Bây giờ mình nói về tình trường một xíu đi. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Em mới có một mối tình, đó là mối tình đơn phương. Sau này người ta có người yêu thì em mới phát hiện ra là em thích người ta. Có nghĩa là lúc đó yêu đơn phương mà đối phương cũng không biết. Dạ. Trời ơi. Tại do nhút nhát quá không nói đúng không em? Dạ. Hôm nay mình nói thật nói thẳng nha. Hôm nay bạn gái đến đây muốn tìm đối tượng của mình như thế nào? Đối tượng của em về ngoại hình thì cao khoảng 1m65 trở lên ạ. Được không? Được không? Bên được kia. Người hơi tròn tròn một xíu tại vì em hơi ốm nên là bù trừ ạ. Ở đây bình thường. Sắp tròn. Còn gì nữa em? Tính tình thì hòa đồng, không có keo kiệt. Có keo kiệt không? Không, nói chung là vui vẻ em ơi. Mình có cái mẫu người bạn trai lý tưởng mình như thế nào không? Tròn tròn cao cao giống anh Quyền Linh là được. Lại giống anh Quyền Linh. Chương trình Bà Muốn Hẹn Hò này ai cũng muốn giống anh Quyền Linh hết. Một tràng pháo tay cho anh Quyền Linh. Rồi bên nhà trai yêu cầu sao? Em muốn yêu cầu có bạn gái cao khoảng 1m57 trở lên, hiền lành, trắng trẻo, nhìn cũng dễ nhìn tí. Tính tình thì vui vẻ, hòa đồng, không nói nhiều. Không thích nói nhiều đúng không? Em thấy mình có nói nhiều không? Trúng đài thì em mới nói đúng nhiều, chứ còn bình thường thì em cũng nói ít lắm. Rồi, có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Không thích bạn gái lăng nhăng, mau me, chúng là ánh mặt gọn gàng. Màu mè đôi khi nó cũng phải có màu sắc chút xíu. Người ta đi ra người ta phải bằng bạn bằng bè chứ, đúng không? Dạ. Có cái chuẩn mẫu người bạn gái lý tưởng giống ai không? Không chị ạ, nói chúng là cứ bình bình được chị. Em cao mét mấy? Em cao 1m55. Thấp hơn chuẩn lắm. Thấp hơn chuẩn chút xíu không sao. Chào chị. Nếu mà được thì khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng 6 tháng đến năm chị. Kinh tế ai sẽ quản lý? Chi tiêu, tiền bạc? Vợ quản lý. Vợ quản lý. Nhưng mà mình vẫn phải để một ít chứ. Không đi đâu mà xin kỳ lắm. Bao nhiêu phần trăm? Khoảng 10%. Trời ít vậy. Trả giá lên 20 đi. Trời 10 ít lắm. Anh này thật thà quá à. Mày mốt cho anh 10% nha. Dạ. Để ảnh chi tiêu lặt vặt ha. Em gái là đang công tác ở Bình Dương luôn. Hai người hỏi coi có gần nhau không vậy? Em ở huyện nào em? Em ở thành phố mới Bình Dương á anh. Anh ở trên dự án á, hơi xa tí. Đến qua anh xem đàn gái thế nào nha. Em chào anh Quyền Linh. Em thấy nãy giờ anh đã nói em tưởng tượng là anh sao chưa? Thấy chắc là nhỏ hơn anh. Nhỏ. Ồ bức tranh đẹp quá. Tự làm đó anh, làm một đêm đó. Làm đêm luôn hả? Có khiếu lắm. Em có không thích điều gì hết người chồng của em không? Em không thích là hút thuốc á. Có thuốc không trai? Không ạ. Nhậu thì được nhưng mà đừng có lầy lội quá. Có lầy không? Không, nhậu thì say đi ngủ thôi. Say chứ không có lầy. Thôi được rồi. Bây giờ mình kéo màn lên nha. Bắt đầu. Thôi anh tặng em món quà. Em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Làm cả đêm đấy. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn anh. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng được, hiền lành. Em thì cũng không quá hiền lắm đâu. Mày lại dữ hả? Nói chung là cũng hơi dữ. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh cũng hiền. Nhìn cũng rất là chững chạc. Còn nếu mà hẹn hò thì em thích đi đâu? Nếu mà hẹn hò thì em thích
Đi xem phim cũng được, hoặc là đi cà phê nói chuyện để mình hiểu rõ nhau hơn. Dạ. Kế hoạch hẹn hò sao? Bao nhiêu lâu gặp nhau một lần, rồi khi nào đám cưới? Nếu mà hẹn hò thì tuần gặp lần. Dạ. Ít quá vậy. Thôi gặp ít thì chất lượng chưa? Rồi mình bàn nhau coi con cái muốn sanh mấy đứa, trai gái gì tính luôn đi. Em thì em rất là thích con gái. Vậy hả? Dạ. Anh thì gái trai cũng được, nhưng mà ưu tiên con trai hết. Ừ. Rủ đẻ không được con trai rồi sao? Đẻ không được con trai thì đẻ con gái được thôi chị. Hai đứa được rồi, hai ba đứa vậy được. Hai người đứng lên đi. Đứng lên đây, cô em đứng lên đây. Cô gái này chưa nắm tay chàng trai nào lần nào. Đây là lần đầu tiên đấy, nắm tay đi. Nắm tay bên kia luôn. Nắm chặt lấy, cảm nhận. Nhìn nhau, nhìn nhau. Hai người nhìn nhau, cảm nhận. Tôi cho hai người nhìn nhau 2 tiếng đó. Nhiều quá anh. Hả, nhiều quá hả? Thôi thì 2 phút 20 giây thôi. Rồi hai người nhìn nhau đi. Để xem cảm nhận nắm tay chặt coi thế nào. Coi rung động thế nào. 20 giây đó. Nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Cô chưa nhìn nắm cổ tay kia, trời ơi, nhìn tôi chi. Ủa thì chưa hết mà. Hết rồi anh. 19 giây rưỡi đó. Thôi rồi. Rồi bắt đầu trở về ghế đi. Nắm tay như thế, mắt nhìn nhau như thế, trò chuyện như thế. Bây giờ các bạn hãy nói thật đi. Mình đang suy nghĩ điều gì về đối tượng mình đang nói chuyện? Mời các bạn. Anh thấy em cũng hiền, anh chúng cũng được. Nói nữa đi, có ít quá, nói nữa đi. Nắm tay 20 giây mà nói có 2 giây à? Cũng chưa có cảm giác gì không? Thấy tim mình có đập gì không? Có rung động gì không? Không. Chưa luôn? Dạ, bình thường. Bạn gái cũng muốn nói gì không? Thì em cũng muốn nói với anh rằng là mình hôm nay đến đây gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Thì nếu được thì mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Tại vì em nghĩ rằng thời gian ở trên này cũng không có nhiều để mà mình hiểu được một con người. Rồi, hết thời gian. Mời bạn đặt tay vào nút bấm. Quyền bấm nút hay không là do các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Vậy là không ai bấm cả. Đây, cầm quà của mình đi bạn. Tại sao bạn nữ là không bấm? Thì như hồi nãy anh câu cuối anh có nói rằng là tim anh chưa rung động. Thì em nghĩ rằng là mình không có duyên lắm. Nếu như vậy thì mình để nhường cơ hội cho người khác ạ. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự em có rung động không? Nói thật lòng mình đi. Nói thật lòng mình thì lên đây, bước lên đây là em đã run rồi. Nhưng mà còn nếu mà gặp bạn trai mà để rung động thì cũng chưa có. Thôi. Nói như bạn gái, chúng ta hãy dừng cơ hội đó cho nhiều người xem truyền hình nữa. Cả triệu khán giả đang theo dõi, biết đâu có anh chàng nào đó sẽ bấm nút cho em. Và biết đâu có cô gái nào đó sẽ bấm nút cho bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Dạ, cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn hai bạn.